bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Đức Huy Mobile. Thì sau Màu Trắng Ngọc, một phiên bản khác của Mi CC9 đã được hé lộ. Dù phải tới ngày 2 tháng 7 thì dòng smartphone này mới được ra mắt. Và Xiaomi trước đây đã hé lộ cái màu trắng ngọc của smartphone Mi CC9. Và mới đây thì Lizun cũng tiếp tục hé lộ cái hình ảnh Mi CC9 màu dark blue. Và phiên bản màu xanh mới này thậm chí còn đẹp hơn cả phiên bản màu trắng. Ông Jun chia sẻ bức ảnh của Mi CC9 Dark Blue và nói rằng khi mà cầm trên tay thì nó đẹp hơn nhiều so với hình ảnh render. Và ông cũng chia sẻ một cái video để mọi người có thể thấy rõ được cái vẻ đẹp của Mi CC9 Dark Blue. Và theo ông Jun thì nhóm thiết kế của Xiaomi cũng như là Meitu đã tốn rất là nhiều công sức cho việc thiết kế cái hoa văn lưỡi sóng trên mặt lưng của Mi CC9 Dark Blue. Tùy thuộc vào ánh sáng thì những cái đường hoa văn mà dạng sóng trên mặt lưng của Mi CC9 Dark Blue á, nó sẽ hiển thị khác nhau. Và giám đốc sản phẩm của dòng Xiaomi CC, ông Lau Wei thì ông đã tuyên bố rằng chỉ xem qua video thì bạn mới thấy hết được cái vẻ đẹp của mẫu smartphone này. Và trong khi đó thì ông Jun cho biết là Mi CC9 sẽ có nhiều màu sắc khác bên cạnh hai màu đã được hé lộ. Theo những gì mà Xiaomi đã hé lộ và thông tin rò rỉ thì Mi CC9 nó sẽ có camera trước với cảm biến là 32 MP. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có cụm 3 camera ở phía mặt sau, bao gồm camera chính là 48 MP, ống kính tele là 8 MP và camera góc siêu rộng là 13 MP. Máy có khả năng quay video 4K, ngoài ra thì nó cũng có thể quay được Full HD và quay slow motion ở chế độ HD. Máy có màn hình cảm ứng điện dung AMOLED 6.39 inch với thiết kế giọt nước và cảm biến vân tay trong màn hình. Ngoài ra thì Mi CC9 sẽ chạy trên hệ điều hành là Android 9 và nó sẽ dùng chip Snapdragon 712. Ngoài ra thì cái RAM tối đa của nó sẽ là 8GB và cái dung lượng lưu trữ là 256GB. Pin của chiếc CC9 này sẽ là pin LiPo và nó sẽ có dung lượng là 3900mAh với sạc nhanh 18W. Và mức giá khởi điểm của chiếc Mi CC9 này sẽ là 8,8 triệu đồng. Và trên đây là một vài thông tin cơ bản của chiếc Mi CC9, nó sẽ ra mắt trong thời gian tới và các bạn có tò mò về nó không? Các bạn suy nghĩ gì về chiếc điện thoại này thì hãy comment trên biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh. Xin chào!